kiếm tiền hay đầu tư quan trọng hơn. Thì đứng trên quan điểm là một người cũng tư vấn quản lý tài sản rất lâu năm cho cũng rất nhiều các nhà đầu tư, rất nhiều những người dân có được thu nhập cao. Thì thực sự tôi cũng tiếp xúc qua có những người rất thành công nhờ vào việc đi làm kiếm ra tiền. Có những người rất thành công nhờ vào việc đầu tư để tạo ra tiền việc uh, quan trọng nhất không phải là cái nào quan trọng hơn mà là nó phù hợp như thế nào đối với bạn từ đó bạn có thể vận dụng một cách hiệu quả hơn tôi xin lấy ví dụ như này tôi có những anh bạn làm về công nghệ thông tin rất giỏi anh ấy quanh năm suốt ngày chỉ đam mê nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin tâm trí của anh ấy gần như chỉ dành cho việc nghiên cứu việc làm việc đó thế do đó rằng anh ấy có mà khuyến khích hay là thúc đẩy thì cũng không thể đầu tư một cách giỏi được. Bởi vậy cho nên việc tốt nhất của anh ấy đó chính là thúc đẩy việc kiếm tiền càng nhiều càng tốt từ công việc và nó sẽ hiệu quả hơn. Ngược lại tôi cũng có những anh bạn học cùng đại học và bây giờ ra trường. Từ khi ra trường anh ấy đã tham gia vào đầu tư với một số vốn rất nhỏ, có thể nói là nhỏ xíu. Sau đó thì cũng có vay mượn và tiếp tục đầu tư. Thì đến nay quy mô tài sản cũng lên đến hàng triệu đô la. Và anh ấy không thể tập trung vào ngồi một chỗ để mà làm một cái việc ABC kỹ thuật vân vân được mà anh ấy quen với cái việc bay nhảy đi khắp nơi để kiếm cái này đầu tư kiếm cái kia đầu tư lô đất chỗ này hay là cổ phiếu kia từ đó mang lại cái hiệu quả rất cao cho anh ấy cũng như cuộc sống cảm giác rất vui vẻ bởi vậy cho nên cái câu trả lời đó là nó phải phù hợp với mỗi người Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không đưa ra được những cái đánh giá chi tiết cụ thể hơn về cái việc kiếm tiền hay đầu tư quan trọng như thế nào ra sao và cái vụ việc phù hợp này còn phải phụ thuộc vào một số yếu tố như sau nếu đối với những người thông thường họ không thuộc những cái trường hợp là một anh nghiện việc hay không phù hợp với những anh mà chỉ nghiện đầu tư đó là những người thông thường chẳng hạn thì cái việc nào quan trọng hơn thì cái câu trả lời đây là chúng ta cần phải chú ý như sau đối với việc chúng tôi cũng nghiên cứu rất nhiều người thì đa phần nằm ở cái trường hợp trung dung tức là họ cũng không phải là đam mê quá vào đầu tư mà cũng không phải đam mê quá vào một cái công việc đặc thù chuyên môn nào cả thì khi đó thì họ cần phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa kiếm tiền và đầu tư thì từ đó mới mang lại cái hiệu quả cao và cái việc ngoài nhuần nhuyễn ra thì nó còn phải có cái tính rất phù hợp với từng giai đoạn khác nhau ờ, thông thường thì như thế này từ khi ra trường thì tốt nhất chúng ta nên tập trung vào công việc để từ đó trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và kiếm ra được nhiều tiền hơn bên cạnh đó năng lực chúng ta cũng sẽ tăng các mối quan hệ cũng sẽ tăng và từ đó giúp cho chúng ta ngày càng hiệu quả hơn tuy nhiên cái việc làm việc thì nó cũng chỉ có giới hạn nào đó mà thôi và ở một cái độ tuổi nhất định thì chúng ta còn có thể gia tăng tiếp tục và thúc đẩy cái việc tăng lương nhờ vào việc tăng cường làm việc tuy nhiên ở một cái giai đoạn mà chúng ta đã kiếm được nhiều tiền rồi và tuổi chúng ta cũng đã ở trung niên chẳng hạn. Thì lúc đó cái sức lao động của chúng ta nó cũng chỉ là cấp số cộng, thậm chí nó dừng lại tại đó. Tuy nhiên, đồng tiền lúc đó chúng ta cầm ra rất nhiều và nó có thể sinh lời cao. Tôi lấy ví dụ như này, khi mà quy mô đầu tư lên đến 5 tỷ chẳng hạn, chúng ta mà tối ưu được khoảng 5% một năm thì mỗi năm chúng ta gia tăng được thêm khoảng độ 250 triệu một cách khá đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó khi chúng ta đã 35, 40, 45 chẳng hạn mà chúng ta muốn gia tăng thêm cái khoản thu nhập như vậy bằng cái việc cố gắng kiếm tiền là hết sức mệt mỏi và khó khăn, hơn nữa nó sẽ lấy mất cái thời gian dành cho gia đình cho cái việc tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy cho nên đối với một người thông thường thì theo tôi, giai đoạn đầu tiên khi chúng ta chưa có nhiều tiền thì chúng ta có đầu tư hiệu quả hơn thì cũng không được đáng bao nhiêu. Bởi vậy, việc làm tốt nhất đó là hãy tập trung vào công việc để kiếm ra được một lượng tiền nhiều hơn, lớn hơn. Tuy nhiên, khi kiếm được một lượng tiền lớn hơn thì chúng ta nên học tập dần đầu tư và dần dần chuyển dịch sang hướng đầu tư. Như vậy cái lộ trình này nếu thông thường thì có thể mất từ 5, 10, 10 năm hoặc 20 năm thì chúng ta sẽ chuyển dịch thành công từ việc thu nhập từ công việc chính chuyển sang thu nhập từ đầu tư chính và từ đó có thể hướng đến tự do tài chính một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì khi mà chuyển dịch được dần sang đầu tư chẳng hạn thì rõ ràng đầu óc của chúng ta sẽ linh hoạt hơn cho dù sau này có về hưu đi chăng nữa. Minh chứng rất rõ đó là đối với những nhà đầu tư ở trên thế giới, ví dụ như ngài Munger chẳng hạn khi ngài ấy mất là năm 99 tuổi, đầu óc vẫn rất minh mẫn như những uh, thanh niên luôn. Hay là các học trò của Benjamin Graham cũng rất nhiều người lên đến hơn 100 tuổi vẫn hay vận hành đầu óc của mình thiên về đầu tư. Từ đó người ta không bị lẫn, người ta không bị Alzheimer mà người ta luôn luôn minh mẫn và có một cuộc sống rất vui vẻ đến tận khi qua đời. Hay tỷ phú huyền thoại Warren Buffett đến năm 2024 này cũng đã 94 tuổi nhưng ông ấy vẫn rất minh mẫn là nhờ cho đầu óc làm việc đầu tư không ngừng và liên tục. Còn quý vị, quý vị đánh giá như thế nào? Việc đầu tư quan trọng hơn hay việc kiếm tiền quan trọng hơn và quý vị quan tâm đến những nội dung nào? Hãy để lại ở phía dưới comment để chúng ta cùng trao đổi.